khám phá sự thật về tiền lương, chi phí làm công ở Thụy Sĩ, liệu có đáng? Khi nhắc đến Thụy Sĩ thì nhiều người nghĩ ngay đến mức lương cao và một cuộc sống thoải mái. Nhưng thực tế không phải lúc nào thì cũng như vậy. Nhiều người nghĩ đến đây với hy vọng kiếm được một thu nhập khủ. Nhưng sau một thời gian họ mới nhận ra rằng mức lương cao có thể không đủ bù đắp cho chi phí sinh hoạt đắt đỏ tại đây. Nếu như bạn không cẩn trọng trong các chi tiêu và lập kế hoạch tài chính, việc sống ở Thụy Sĩ có thể trở thành một gánh nặng tài chính hơn là một giấc mơ chính vì điều này mà nhiều người tự hỏi liệu làm việc ở tùy sĩ thực sự có đáng hay không. chào các bạn mình là đào quang trung và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá sự thật về tiền lương và chi phí sinh hoạt ở tùy sĩ liệu mức lương cao có thể bù đắp được với những chi phí đắt đỏ tại đây hay không hãy cùng mình đi sâu và tìm hiểu hơn để đưa ra câu trả lời nhé mình nghe rất nhiều người nói rằng một anh phục vụ phụ nhà hàng ở tùy sĩ có thể kiếm được một trong triệu đồng mỗi tháng điều đó nghe có vẻ quá sức tưởng tượng đúng không nào. Nhưng thực sự ở đây hoàn toàn có thể và thậm chí nhiều người còn có thể kiếm nhiều tiền hơn nữa. Thực ra cũng có nhiều người yêu thích cảnh đẹp Thụy Sĩ và thường xuyên nhắn tin hỏi mình làm sao để sang Thụy Sĩ làm việc, mức lương ở đó như thế nào, cuộc sống thực sự có đáng sống như nhiều người hay nói hay không. Mặc dù mình không sống ở Thụy Sĩ, nhưng qua tìm hiểu và lắng nghe những chia sẻ từ những người bạn đã qua và sinh sống tại đây, mình có thể nói với các bạn rằng mức lương ở Thụy Sĩ vô cùng hấp dẫn. Tuy nhiên, điều mà mọi người cần nhớ là chi phí sinh hoạt tại Thụy Sĩ cũng thuộc hàng cao nhất trên thế giới. Mình biết với nhiều bạn đang quan tâm để sang làm việc tại Thụy Sĩ, thậm chí đã tìm hiểu kỹ về mức lưu ở đó. Nhưng mình muốn chia sẻ thực tế sâu hơn về việc liệu có thực sự tiết kiệm được nhiều khi sống tại một quốc gia đắt đỏ nhất trên thế giới như thế này hay không? Ở Thụy Sĩ thì mỗi ma có chính sách lương bổng và thuế má khác nhau. Rồi còn phải tính đến kinh nghiệm làm việc, ngành nghề nữa thậm chí sống ở thành phố hay nông thôn thì cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến mức sống. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ cung cấp thông tin cụ thể về lương và chi phí sinh hoạt tại một số trường hợp thực tế luôn cho các bạn nhé. Nhưng mà trước khi đi vào chi tiết, mình muốn nói sơ qua về đồng tiền Thụy Sĩ. Với nhiều người hay nhầm lẫn rằng Thụy Sĩ dùng đồng euro, nhưng thực ra Thụy Sĩ có đồng tiền riêng gọi là Franken. Trong tiếng Đức hoặc tiếng Swiss Franc, trong tiếng Anh Ví dụ như một đồng Thụy Sĩ tương đương khoảng 25.000 đồng Việt Nam. Vậy nếu như cầm 20 đồng Thụy Sĩ và đang có trong tay là 500.000 đồng. Thụy Sĩ nổi tiếng với mức lương cao, đúng như vậy. Nếu so sánh với các quốc gia khác ở châu Âu, mức lương Thụy Sĩ thuộc hàng tốt. Để có cái nhìn rõ hơn, hãy nói về mức lương trung bình trong một số ngành nghề phổ biến. Theo thống kê mức lương trung bình tại Thụy Sĩ vào khoảng từ 6.500 cho đến 7.000 franc Thụy Sĩ mỗi tháng, tương đương với khoảng 160 triệu đồng Việt Nam. Đây là một mức lương vô cùng hấp dẫn, đặc biệt đối với những ngành nghề như là tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin và y tế, nơi bạn có thể nhận từ 8.000 cho đến 10.000 francs mỗi tháng, thậm chí còn cao hơn nếu như kinh nghiệm làm việc chuyên môn của bạn tốt. Đặc biệt trong các ngành như ngân hàng, tài chính, Thụy Sĩ là trung tâm lớn của châu Âu với nhiều công ty đa quốc gia có trụ sở tại đây. Mức lương trong các lĩnh vực này có thể lên đến hàng trăm ngàn francs mỗi năm khiến cho nó trở thành một điểm đến hấp dẫn cho những ai tìm kiếm cội phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, không phải tất cả các ngành nghề đều có mức lương trong mơ. Các công việc phổ thông như nhân viên bán hàng, phục vụ nhà hàng hoặc cả lao động chân tay vẫn có những mức lương hấp dẫn dao động từ khoảng 4.000 cho đến 5.000 franc mỗi tháng. Đây là mức lương không thấp, nhưng với chi phí sinh hoạt ở thụy sĩ có thể khiến bạn rõ hơn khi mình đi vào phần tiếp theo về chi phí. Tiếp theo, hãy cùng nói về chi phí sinh hoạt ở thụy sĩ. Đây thực sự là một trong những quốc gia có chi phí đắt đỏ bậc nhất trên thế giới. Tiền thuê nhà vào các thành phố lớn như Zurich, Geneva hay Basel có thể khiến bạn choáng vái. để thuê một căn hộ nhỏ bạn sẽ phải trả từ 2.000 cho đến 3.000 rưỡi francs mỗi tháng. Điều này có nghĩa là nếu như bạn chỉ nhận mức lương trung bình là khoảng 4.000 francs, một nửa thu nhập của bạn sẽ phải dành cho việc thuê nhà rồi. Chi phí ăn uống cũng là một trong những khoản lớn. Mỗi bữa ăn đơn giản như nhà hàng bình dân có thể tốn từ 20 cho đến 30 francs nếu như bạn đi siêu thị mua sắm trong một tuần, bạn sẽ phải chi trả từ 100 cho đến 150 francs tùy vào loại thực phẩm và cách tiêu dùng. Nếu như bạn ăn uống lành mạnh, chi phí này có thể cao hơn. Ngoài ra các chi phí như bảo hiểm y tế, tiền điện, tiền nước, tiền internet, vé phương tiện công cộng cũng không hề rẻ. Bảo hiểm y tế bắt buộc tại thụy sĩ có thể tiêu tốn từ 300 cho đến 500 francs mỗi tháng tùy vào gói bảo hiểm bạn lựa chọn. Tiền vé tàu từ Zurich đến Geneva chẳng hạn có thể lên đến khoảng 80 fan cho mỗi lượt. Nếu như bạn sống tại Thụy Sĩ mà không kế hoạch tài chính rõ ràng, rất dễ rơi vào tình trạng lương cao nhưng vẫn thiếu tốn. Vậy câu hỏi đặt ra là liệu mức lương cao ở Thụy Sĩ có thực sự đáng so với chi phí sinh hoạt hay không? Thực tế là nếu như bạn có một công việc tốt với mức lương cao khoảng 8.000 francs trở lên thì cuộc sống ở Thụy Sĩ sẽ khá thoải mái nếu như có thể trả đủ các khoản chi phí sinh hoạt và thậm chí còn dư để tiết kiệm một khoản kha khá. Nhưng nếu như làm ở những công việc mới mức lương thấp hơn từ khoảng 4.000 cho đến khoảng 5.000 fans thì mọi chuyện sẽ khác. Chi phí sinh hoạt ở đây rất là đắt đỏ và nó sẽ ăn mòn phần lớn thu nhập của bạn. Ví dụ chỉ riêng tiền thuê nhà đã ngốn một nửa thu nhập của bạn rồi. Chưa kể tiền ăn uống, bảo hiểm y tế và các khoản chi tiêu khác. Lúc đó bạn sẽ nhận ra rằng dù lương cao so với nhiều nơi nhưng sống dư giả là không hề dễ như bạn nghĩ. Còn nếu bạn là một người có thói quen tiết kiệm và muốn gửi tiền về nước và sống ở Thụy Sĩ có thể là một thử thách. Mức lương ở đây dù để bạn sống ổn nhưng nếu biết cách chi tiêu hợp lý như việc tích lũy hay tiết kiệm thì bạn cũng vẫn có thể chi trả một phần nào đó và gửi về. Nên vì vậy bạn nên có những kế hoạch tài chính một cách rõ ràng. tóm lại, mức lương cao ở Thụy Sĩ không có nghĩa là bạn sẽ không sống dư giả Chi phí sinh hoạt ở đây rất cao, bạn thực sự cần một kế hoạch tài chính rõ ràng. Và nếu như bạn làm trong các ngành nghề có lương cao và biết cách quản lý chi tiêu, thì chắc chắn rằng cuộc sống của Thụy sĩ sẽ một trải nghiệm tuyệt vời đối với bạn. Hy vọng với video này thì sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tiền lương và chi phí khi làm việc ở Thụy sĩ nhé. Các bạn có suy nghĩ hay ý kiến hãy đừng ngần ngại bình luận phía dưới để chúng ta cùng nhau thảo luận. Nếu như bạn thấy video này hay hữu ích, hãy để lại xe và like cũng như subscribe kênh. YouTube của mình để xem được nhiều video hơn mỗi ngày nhé. Đã hôm chúc xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.